úp chắc cái tắc lấy nước và cái giỏ mình đi làm mứt, cái nước mình làm Cái được siro. là 400 ml nước thì 400 g đường phèn. Bóp cho nửa muỗng cà phê muối hạt. Rồi mình khuấy đều và mình nấu. Nấu dưới lửa nhỏ nha các bạn, để cho nó hết không có bay ra các chất dinh dưỡng trong cái nước tắc của mình, vitamin. Nấu cái phần nước tắc là còn khoảng chừng 250 ml thì mình tắt bếp nha, để nguội thì nó sẽ sánh đầy trở lại nó. Nước tắc cốc đã để nguội, giờ mình đổ vào chai. Khi uống mình lấy ra và đập viên vài viên nước đá, như vậy là có một món nước giải khát cho gia đình mình rồi đó các bạn.